Quá lâu thế. Xin lỗi anh nha, em tới trễ. Nãy giờ đợi đợi em lâu không? Lâu gì đâu, uống gần hết ly cà phê rồi chứ. Trời ơi, thương quá à, biết sao không? Tại vì em ở nhà em phải nấu cơm phụ mẹ. Xong rồi các em đi ra đường á, biết sao không, bị kẹt xe. Khó khăn lắm em mới là len lỏi luồn lách em mới lên được tới đây gặp anh nè. Em là nguyên nhân kẹt xe đấy. Ủa tại sao vậy? Bởi vì là thường thường là một chiếc xe là chỉ chiếm vị trí của một chiếc thôi. Nhưng mà em cũng trên một chiếc xe nhưng em chiếm vị trí của ba chiếc. Em hiểu không? Ý là anh, ý anh thì anh nói thật mà. Quỷ thì nhưng mà không sao, mập nó dễ thương em ạ. Đúng rồi. Quan trọng là mình biết giúp đỡ bố mẹ đúng không? Đúng rồi, em là nói chung anh phải xong, đi làm gì làm cũng phải phụ mẹ đúng chứ rồi, nhà. Anh cũng vậy đó, làm con là phải có hiếu. Chính xác. Đúng rồi. Em như này nhiều người thích lắm đúng không? Dạ không, ế điều anh. Ế điều anh. Em ế lắm, đâu ai thích em đâu. Ế dữ lắm. Anh chưa thấy ai ế mà cười tươi như em hết á. Ủa chứ bây giờ ế là mình phải đau buồn, phải khóc lóc, phải cảm thấy là tủi thân chứ sao mà cười tươi như hoa thế. Trời anh ơi, bây giờ khóc lóc tủi thân cũng đâu hết ế đâu. Thì thay gì đó mình cứ vui đi vì cuộc đời cho mình ế. Đúng không? Vậy em cứ ế tiếp đi. Thôi, chào em hoài à. Rồi, nhưng mà đâu? Đâu gì em? Em đây rồi đâu? Ấy, em đi có mình đâu có dẫn cái dông nào theo đâu mà đâu. Cái gì vậy trời, sao lại không dẫn ai là sao? Em quên hả? Ôi chết cha. Là anh nhờ em hẹn Lily cho anh gặp mặt nè. Em muốn anh ế như em luôn hả? Không 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 không, quên. Mập em ế được nhưng mà anh một người như thế này làm sao có thể ế được chứ? Anh mà nói mập một tiếng nữa là em đi về luôn. Em to con như vậy thì ế được, còn anh một người như này làm sao anh ế được đúng không? Trời ơi, bây giờ bình Lily đi chưa tới luôn hả? Nói này thiệt, tưởng em tưởng nó tới rồi, để em đợi đợi xíu, đợi xíu. Trời ơi, anh nhờ em hẹn mà bây giờ người ta tới hay không em không biết, phải làm chết anh luôn đấy. Quên mà, người ta quên mà, đợi xíu đi gọi nè. Ly, mà tới chưa Ly? Bà tới chưa? Tới đi, lẹ đi, người ta đợi kìa. Nhen, rồi, ok. À, anh. Sao? Tới liền hả? 5 phút là anh tới liền. Nha, phải bình tĩnh nha. Em nói anh mấy lần trước là không được, nhưng mà lần này chắc chắn anh, bạn em ok lắm. Nha. Em nhìn anh một lúc đi. Tập trung nhìn anh đi. Hỏi gì vậy? Thôi nha, em không dễ dãi đâu nha. Không, anh đẹp chứ? Anh đẹp chứ? Đẹp lắm. Anh đẹp lắm. Em nói bằng nội tâm đi, làm cái gì mà em giả tạo như thế vậy hả? Cái vẻ đẹp của anh hiểu không? Người ta thí dụ như là người ta là đẹp quá nè, đẹp ghê nè, còn anh là mình đẹp kỳ lắm. Anh cái nét đẹp của anh nó không phải là như bông như hoa. Ủa đẹp kỳ đó, nó đâu giống phải như đẹp mà đâu ta. Thôi được rồi, tóm lại em thấy anh về rất là ok. Thật không? Thật. Rồi, đảm bảo luôn, em mà chọn hai người là đảm bảo xứng lứa vừa đôi. Thì đó, anh tặng em ly nước nè. Uống gì anh kêu. Không, ta lớn vậy. Thôi được rồi, em mới tấm lòng anh rồi. Cái uống gì ta? Ở đây có nước chanh không anh? Nước chanh à? Có đó, nãy mới kêu anh uống á. Có đúng không? Thì cho em một ly cam giác nha. Anh biết vì sao trước giờ em ế rồi đấy. Để anh kêu cho em một ly cam chanh phát. Vậy cũng được nữa hả? Đừng mấy hai đứa mình về nhà ngủ đi. Đúng rồi anh, là lâu quá, đi về ngủ đi, mệt quá, đi về. Ủa đâu được, bên đây mình đợi Ly tới mà. 3 tiếng đồng hồ rồi em mà, anh ngủ 3 giấc luôn rồi. Em hẹn hò như thế này chết anh luôn đấy. Anh kêu em ra đây là làm mai mối cho anh chứ đâu phải là kêu ra đây hai đứa ngủ. Bây giờ anh ngồi đợi xíu đi, em gọi cho anh Ly cái. Thôi khỏi gọi đi, để anh ngủ đây. Lỡ đợi rồi anh Đạt, từ đi. Thôi. Anh Đạt. Mày tới rồi hả? Đi. Ui trời, em bị cái gì đấy? Sao vậy? Không sao hết, bình tĩnh nha. Thế chóng mặt chưa?
Sao vậy? Ổn chưa? Ổn chưa? Ổn, ổn, ổn. Tao ổn rồi. Trời ơi. Anh Đạt. Đi, đi. Mọi người đợi em có lâu chưa? Anh mới tới, anh mới tới à? Mới tới 2 tiếng. 3 tiếng chứ, 3 tiếng chứ. 2-3 tiếng quan trọng gì em? Chờ nhau cả đời còn được mà. Dạ, em khát nước quá. À, chết anh quên. À, bữa nay em đẹp như vậy, em muốn uống nước gì? À, ở đây có sinh tố bơ không anh? Có. Vậy cho em một sinh tố dâu nha. Anh sẽ kêu cho em một ly bơ dâu. Chờ anh xíu nha. Thôi, vậy cũng được luôn hả mày? Bạn gì? Đấy sao vậy? Hẹn người ta là giờ nào mà để đợi tới 2-3 tiếng đồng hồ mới ra là sao vậy? Hẹn hò cái kiểu đó. Tôi mệt quá. Mình là sinh viên mà tiền đâu mà bà có tiền mà mua được cái bộ đồ này. Thì tôi nhịn ăn. Sẵn giảm cân luôn. Bà nhịn ăn? Dạ này bà giảm cân. Bà thấy tôi ốm không? Xin không? Trời, bình thường mà có mập đâu mà bà lại giảm cân tiếp nữa hả? Nói nghe nè, sao? Nói tới vụ giảm cân tôi mới nhớ. Sao? Tôi nhìn bà hơi mụm mỉm đó, bà cũng nên giảm cân đi. Đam mê đồ đạc vậy lại hả? Sợ mập như bà, mấy cái này nó làm thẳng não bà rồi, bà hết suy nghĩ được cái gì rồi. Cái đó là hại sức khỏe. Ê, gì? Bà giống lắm rồi đó. Giống ai? Giống mẹ tôi. Ừ con, gì vậy? Bậy à, tôi là bạn bà. Tôi là bạn bà cho nên tôi góp ý thôi chứ gì đâu. Tôi mệt bà quá tôi biết rồi. Đạt. Anh ngồi đi. Sao? Được không? Ly nước của em nó hơi khó làm, cho nên là nhân viên làm hơi lâu. Dạ. Nãy nhìn em là anh biết em đang đói bụng rồi đúng không? Đây, anh có kêu cho em cơm sườn. Biết là em thích ăn cay, cho nên là anh đã kêu cơm sườn mà tăng 3 phần ớt rồi đó. Trời ơi, anh Đạt rất là tinh tế. Tinh tế đó, anh biết mà, chuẩn bị hết. Ăn đi em. Đi, ăn đi. Dạ. Anh đi em, chứ là con gái đừng để đói bụng như vậy. Dạ. Nếu mà chúng ta ở gần bên nhau nhiều hơn thì ngày nào em cũng không phải nhịn đói như vậy. Ăn trứng đi em, nhiều dinh dưỡng lắm đó. Cái đó cũng tốt lắm đó, ăn đi em. Nó thích ăn ớt. À. Nói mà anh quên hả? Trời ơi, đúng là thích ăn ớt thật đó. Đấy đấy, sao nói sớm. Người ta nói phụ nữ mà biết ăn cay á là nói được nhiều điều hay lắm. Đúng đấy, rồi, đấy, đấy, đúng đấy. Rồi. Ú chà. Xuất sắc. Ngon không? Đây, đành lấy ớt thêm cho. Đúng rồi. Theo mà nói mà Ly thích ăn ớt lắm. Hay lắm, trời ơi, cái gì chứ. Ớt là anh nuôi được. Cái gì? Một ngày mua ký ớt cho anh. Em cũng phụ anh nuôi được luôn á. Nào. Ủa, sao vậy? Ly. Ủa, Ly. Ly ơi, sao vậy? Ly. Đâu đi. Sao vậy? Sao vậy? Tại sao vậy? Đừng nói là ăn ớt nha. Đừng nói là do ăn ớt nha. Bà cố tình nói Ly biết ăn ớt. Ly. Trời ơi, tại em nhịn ăn 5 ngày để giảm cân nên em bị đau bụng á. Tôi với đi nhịn ăn 5 ngày, nhịn ăn 5 ngày. Giảm cân đó anh, hồi nãy mới nói em giảm cân. Tại vì sợ mập lên, mặc đồ xấu anh không thích. Rồi bây giờ giảm cân gì nè, đó, để tác hại chưa, lét bao tử đúng không? Cái người cần giảm cân đây thì một ngày ăn 5 lần. Còn cái người mà không cần giảm cân thì 5 ngày không ăn. Trời ơi, không đi đi. Đi bệnh viện liền. Trời ơi, anh thích em đâu phải là vì em giảm cân đâu. Thiệt tình nói bao nhiêu lần rồi. Giảm cân á thì ai không muốn, mà giảm sao cho nó đúng cách đúng không? Tự nhiên đi nhịn ăn 5 ngày mà xuống 10kg là đâu có được. Trong khi nè, con người nè, nhìn tôi đi, giảm cân rất là hợp lý. 5 năm xuống 1kg, 5 năm xuống 1kg một cách an toàn và hiệu quả. Mà đôi khi mập vẫn tốt mà, mập khỏe, mập trẻ, mập đẹp vẫn là ok đúng không? Thiệt tình hả, làm bạn bè phải lo lắng. Mà rồi cái chầu này ai trả đây? Có vẻ hơi nhiều đấy. Đúng là vì bạn khổ ghê. Em có điện thoại. Dạ anh nghe nè. Đúng, em là Mỹ Ngọc. Sao anh là shipper à? Cái gì anh? Thuốc giảm cân. Đúng rồi em đặt đó. 10 hộp đúng không anh? 4 ngàn xuống 10 cây. 4 ngàn xuống 10 cây. Rồi anh chờ em xíu, em về em lấy liền nha. Rồi cảm ơn anh.